Rồi. Hàng shop mới Phương Vi Long An. Hôm nay có lính mới đi chung nha. Lính ruột Thanh. Rồi, anh chủ nhà rất là tốt. Hỗ trợ hết mình luôn, tự kiểm tả luôn dù chưa biết. Cả nhà luôn. Rồi, hỗ trợ là trưng bày luôn. Thật nha, đừng có vậy. Rồi. Nhân viên mẫu mực shop HT. Nhà E76 là cũng đậu. Chủ nhà. Đẹp.